Đại diện công ty cổ phần cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo thông tin, dự án đường cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo chính thức đưa vào vận hành, khai thác phục vụ người dân lưu thông hai chiều trên tuyến bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày 26 tháng 4, sau đó dự kiến tổ chức thu phí từ ngày 2 tháng 5. Theo phương án tổ chức giao thông, phương tiện không được đi trên đường cao tốc này gồm xe chở chất độc hại, dễ cháy, vật liệu nổ, xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế dưới 60 km/h, máy kéo, xe mô tô, xe gắn máy. Dự án đường cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo là một trong ba dự án thành phần đường cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 2017 đến năm 2020, được đầu tư theo hình thức đối tác công tư BBB. Dự án có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, dài 78,5 km. Ngày 20 tháng 4 vừa qua, Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã chấp thuận kết quả nghiệm thu dự án cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo để đưa vào khai thác sử dụng.